Bạn nhận được tấm vé vàng, mình bước vào vòng trong thì bây giờ cảm xúc của bạn đang như thế nào? Dạ, đầu tiên là rất vui ạ, bởi vì được ban giám khảo trao niềm tin cho mình ở những vòng tiếp theo. Và tất nhiên thì sẽ có những cái khiếm khuyết mà em cần phải khắc phục, thì đó là những điểm mà mình sẽ trau dồi về sau, để mà khi không những sân khấu này mà những sân khấu sau nữa, ở những chương trình khác nữa, thì mình có thể hoàn thiện bản thân mình hơn.